Hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em. Bữa giờ các anh chị nào mà đang tìm dòng xe Everest á, thì hôm nay chính thức bên em đã cập bến một chiếc xe Everest màu đỏ nha, cực đẹp. Dạ, nhưng mà xe này là phiên bản Ambience, là phiên bản thấp nhất của Ford Everest, đó là phiên bản số sàn nha các anh chị nha. Xe thì đăng ký đời xe thì sản xuất 2019, đăng ký 2020 và odo xe chỉ chạy được 23.000 thôi nha các anh chị. Xe này pháp lý là xe công ty thì cho nên là sẽ xuất hóa đơn nha các anh chị nha. Sẽ thì các anh chị nào mà muốn mua về cho công ty hoặc là muốn hóa đơn á, đầu vô á, cho công ty thì chiếc xe này là một chiếc xe cực kỳ hợp lý. Còn nếu như các anh chị nào mà mua xe cá nhân thì cũng rất là đơn giản, thì thủ tục không có rườm rà đi cho các chị nha. Xe này là xe số sàn máy dầu nha các anh chị. Đây là chiếc Ford Everest gầm cao số sàn máy dầu. Cái phiên bản Ambience là phiên bản thấp nhất. Ford Everest thì nó có phiên bản Ambience số sàn, Ambience số tự động. Còn có một phiên bản Trend và phiên bản cao nhất là phiên bản Titanium nha các anh chị nha. Xe thì có nước sơn là màu đỏ, một đôi nhìn rất là đẹp ha. Xe cũng được trang bị là camera lùi rồi nha các anh chị. Xe này xe 7 chỗ, thì cái phiên bản Titanium phiên bản cao nhất nó sẽ là ghế chỉnh điện phía sau hàng ghế thứ ba nha các anh chị nha, và nó là sẽ là ghế da. Còn cái xe này là ghế nỉ, dạng lái nghỉ cao cấp nha các anh chị. Và hàng ghế thứ ba thì nó cũng có cửa gió luôn, cũng có cửa gió luôn phía sau luôn, có đèn. Dạ, có cổng sạc 12V ha các anh chị ha. Đây là dụng cụ công độ này nọ các kiểu. Xe bên em thì cam kết với anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha. Đây là phần gầm gầm xe. Bánh xe cua thì cũng đã hạ rồi ha. Xe được trang bị là cảm biến sau luôn nha các anh chị nha, cảm biến sau và cảm biến gốc. Xe thì nhìn rất là đẹp. Lớp xe đây ạ. Lớp xe là còn gai luôn nè nha các anh chị nha. Mâm xe là mâm 17 nha các anh chị. Mâm 17. Đây là dung tích nhiên liệu của xe là khoảng 6 lít. Xe này các anh chị về thì chắc là các anh chị lót lại cái da cũng được, không thì mình vẫn chạy cái nỉ, tại cái nỉ này là cái nỉ cao cấp á cho anh chị nha, thì nó cũng không có hôi giống như là những cái ghế nỉ thông thường ha. Cửa gió hàng ghế thứ hai và thứ ba, đây có cổng sạc 12V luôn nha các anh chị nha. Đây là lóc cửa phía sau. Có phiếu nhắc bảo dưỡng đầy đủ nha các anh chị nha. Ford thì thường là để đèn ở khúc dưới này. Tuy là phiên bản số sàn nhưng mà xe thì được trang bị luôn cả nút đề start top nha các anh chị nha. Màn hình. Dạ đây. Xe số sàn ha. Các anh chị ơi, cái này số sàn khi mà mình về thì mình nhớ mình gạt cái này lên nha, có nhiều anh chị không có biết á, thì cứ gạt gạt gì nó không có được nè, mình phải kéo cái này lên. Có nhiều dòng xe thì họ thiết kế như vậy. Đây là điều hòa chỉnh cơ ha. Điều hòa chỉnh cơ thì thường là những cái dòng số sàn thì thường là chỉnh cơ, chỉ có số tự động thì nó họ sẽ chỉnh tự động thôi các anh chị ha. Đây là trên theo xe thì trên xe vẫn có chức năng là đàm thoại rảnh tay, chỉnh vô lăng ha. Odo xe là 23.000 nha các anh chị nha. Odo xe là 23.000. Nhìn các anh chị nhìn cái vô lăng tay lái thì cũng còn rất là mới. Ngoài ra thì khách cũng có trang bị luôn cả camera hành trình nha các anh chị nha. Camera hành trình. Xe bên em thì cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước, bao các anh chị đi check hãng luôn. Đây đây, ốc án là còn nguyên zin nha các anh chị nha. Đây
Em sẽ quay cái phần hầm máy cho các anh chị xem. Mặt ga lăng của Ambient nó thì nó sẽ là ốp nhựa, nhưng mà của Titanium nó sẽ là mạ rơm nha các anh chị nha. Sẽ là mạ rơm thì cái phần này nó sẽ sáng hơn. Cái này thì phần lốc máy thì em cũng chỉ quay sơ cho các anh chị xem thôi ha. Thì khi các anh chị lên xem xe thì chắc chắn là mình sẽ cảm nhận được là xe máy móc còn nguyên zin hay là không, và hộp số như thế nào, là các anh chị lên thì anh chị sẽ cảm nhận được trực tiếp thì nó hay hơn là khi em quay. Em quay ở đây thì em chỉ quay cho các anh chị để các anh chị cảm nhận được chiếc xe này như thế nào thôi. Thì tầm giá của chiếc Ford Everest phiên bản Ambient số sàn này á, đời 2019 đăng ký 2020 này, thì cái giá tầm hơn 800 một tí xíu thôi nha các anh chị nha, hơn 800 một tí thôi. Thì cái giá vẫn còn có thể thương lượng, nên là các anh chị nào có nhảy quan tâm về cái dòng xe Ford Everest gầm cao máy dầu số sàn này thì có thể liên hệ với em nhanh chóng nha, thì những chiếc xe như thế này cực kỳ bán cực nhanh. Và nên các anh chị nào mà đã theo dõi em trong một thời gian qua mà chưa tìm được chiếc xe nào ưng ý á, thì có thể liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại em để góc dưới màn hình, hoặc là các bạn Zalo với em để em tư vấn cho các anh chị nha. Xe này vẫn còn có thể vay ngân hàng được là đến 65% giá trị xe nha các anh chị. Rồi các anh chị nha, bấm cho em, bấm đăng ký kênh của em với lại cho em một like nha, để em có động lực tiếp theo để làm những video clip khác nha các anh chị. Dạ, cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi ạ.